ơi, cây tuyết tùng nha anh nhá. Cây cao 1, 2, 40 phân. Cây này là 1. Cây này được, cũng được gần 40 phân. Cây này thì hơn ạ, 1, 2. Em chọn cho anh 2 cặp. Một cặp là xu hướng là lùm lùm, che gốc từ dưới gốc lên đến ngọn. Còn một cặp thì thoát thân. Đấy, anh ưng cặp nào thì em gửi chính xác cái cặp đấy cho anh luôn. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua cây tuyết tùng thì vui lòng alo, số điện thoại là 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn.